Chào mừng anh chị đến với kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Để tiếp tục chuỗi video về các căn nhà Hà Nội đang được chào bán mới nhất tháng 6 năm 2022, thì ngày hôm nay em Phương giới thiệu với quý anh chị một căn nhà nằm tại phố Thái Hà, quận Đống Đa. Căn nhà của chúng ta thì có diện tích là 35m², được xây dựng 4 tầng với 3 phòng ngủ. Giá đang được chào bán chỉ có 5,55 tỷ thôi. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu cho mình những căn nhà tuyệt vời. Còn bây giờ em sẽ đưa anh chị đi tham quan chi tiết về căn nhà riêng Hà Nội này nhé. Xin được giới thiệu với quý anh chị, đây là mặt ngõ của căn nhà nằm tại phố Thái Hà mà em Phương giới thiệu với anh chị ngày hôm nay. Đấy, đây là ngõ ngoài, khá là rộng rãi. Đấy. Còn đây là ngõ trong, ngõ vào căn nhà của chúng ta. Căn nhà của chúng ta thì có diện tích là 35m², được xây dựng 4 tầng, nhà hướng Đông Nam. Đây là mặt tiền của chúng ta đây. Em sẽ zoom rộng lên một chút nhé, để anh chị có thể hình dung ra được. Đấy, thiết kế tầng 1 là phòng bếp, phòng khách. Tầng 2, tầng 3 mỗi tầng 2 phòng ngủ. Khu vực tầng 4 là phòng thờ, sân phơi. Ngõ rất gần. Rồi, hãy cùng em Phương đi khám phá chi tiết phía trong của căn nhà này anh chị nhé. Nội thất các thứ đầy đủ. Đấy. Căn nhà của chúng ta thì hai mặt thoáng, thoáng trước và thoáng sau nữa. Một phòng vệ sinh master luôn, rộng. Một phòng ngủ phía ngoài. Khu vực Thái Hà thì là một khu vực kinh doanh rất là sầm uất và cực kỳ tiện đi lại. Nói đúng hơn là một khu trung tâm của Hà Nội. Với mức giá đang được chào bán chỉ 5,55 tỷ trong căn nhà như thế này. Quý anh chị thấy có hợp lý so với khu Thái Hà này không? Ở đây thì lên tầng 3, vệ sinh ở giữa, một phòng ngủ nhỏ phía sau cho trẻ em, đều có cửa sổ thoáng mát anh chị nhé. Đằng trước thì một phòng nữa. Đây là một căn nhà đã qua sử dụng rồi và được sửa sang lại mới 100%, 99%. Đây là khu vực tầng 4. Một phòng phía sau và sân phơi phía ngoài. Khá thoáng. Theo chị thì với mức hơn 5 tỷ một căn nhà trong ngách như thế này có nên sở hữu khu vực quận Đống Đa này hay không? Hãy để lại ý kiến của mình trong phần bình luận nhé. Và đừng quên gọi cho em Phương để sở hữu cho mình những căn nhà tuyệt vời tại Hà Nội. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo trên kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Xin cảm ơn.